Chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Sau 2 tuần bận bịu với công việc không thể nào ra được video cho các bạn, thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với một món ăn mà hầu hết tất cả mọi người đều rất là thích, đó chính là món pancake. Và cái công thức của ngày hôm nay á, là công thức dành riêng cho các bé đang trong độ tuổi ăn dặm. Và đương nhiên là các bạn có thể áp dụng cái công thức này để tạo ra cho mình một cái phần pancake healthy. Để làm được cái món pancake táo này á, thì nguyên liệu là cực kỳ đơn giản, mình chỉ cần có 3 nguyên liệu mà thôi. Đó chính là táo, hạt gai dầu và yến mạch. Táo thì mình chọn mua là táo MV ở trong siêu thị Anem Gourmet á. Táo mình chỉ cần khoảng tầm nửa trái thôi là đủ rồi. Tại vì cái khẩu phần ăn của em bé thì nó hơi nhỏ nên là mình cũng không có cần phải làm nhiều đâu. Táo sau khi mà các bạn mua về rửa sạch rồi thì nhớ là phải gọt vỏ đi nha. Mặc dù là táo này mình mua là nhãn số 9. Nhãn số 9 nghĩa là nhãn hàng hữu cơ đó. Nhưng mà vẫn cứ phải nên gọt vỏ bởi vì an toàn thôi các bạn ạ. Sau khi gọt vỏ xong rồi á, thì mình sẽ cho vô trong cái đồ bào này nè. Mình bào nhuyễn ra. Đây, cho trong cái đồ bào này nè các bạn. Mình bào nhuyễn ra nha. Nếu như mà nhà bạn nào mà không có cái dụng cụ bào này á, thì các bạn cũng có thể cắt nhỏ ra các bạn hấp. Xong rồi sau đó mình dùng cái nĩa mình dầm nhuyễn nó ra cũng được. Đây là một trong những cái dụng cụ mà mình rất là thích bởi vì nó có thể làm được rất là nhiều cái món ăn khác nhau. Bào nhỏ trái cây, rau củ và rất là nhanh nữa. Chứ cái này mà ngồi mà băm 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 bằng dao á là sẽ rất là lâu, hoặc là hấp để mà nghiền ra cũng rất là lâu đúng không các bạn? Cái này thì chỉ tốn chưa đầy 1 phút thôi là mình đã có thể bào xong nó rồi. Đó các bạn thấy không, cực kỳ nhanh. Mình mà cái nào mà giúp mình nấu ăn nhanh gọn lẹ là mình rất là thích. Tiếp theo là hạt gai dầu, mình sẽ cho hạt gai dầu với lại yến mạch vô trong cái cối xay sinh tố này nè để mà mình xay ào. Đây, cối xay magic của mình không thể nào thiếu. Mình sẽ cho vào đây khoảng 4 muỗng yến mạch. Thật sự ra mà nói là với cái số lượng một phần hai quả táo này á thì là nó đã là nhiều lắm luôn rồi á. Cái này có thể chia ra làm 2 lần để ăn luôn á các bạn, đối với những cái em bé ăn dặm. Mình sẽ cho vô đây khoảng nửa muỗng hạt gai dầu. Chắc các bạn là thắc mắc là tại sao mình hay sử dụng hạt gai dầu đúng không? Tại vì hạt gai dầu là nó có chứa rất là nhiều protein và những cái chất chống oxy hóa, những cái chất chống kháng viêm. Nói chung là hạt gai dầu là rất là tốt cho sức khỏe nên là gia đình mình rất hay ăn hạt gai dầu. Ok, sau khi xay xong rồi thì mình có cái hỗn hợp như thế này nè. Đó, nhưng mà cái hỗn hợp này có vẻ là nó sẽ hơi ít so với là cái lượng táo này. Tuy nhiên là mình sẽ chỉ nấu một lần cho bé đậu ăn thôi, nên là mình sẽ bỏ bớt cái phần táo này ra. Mình sẽ lấy một nửa cái phần táo này thôi nha các bạn. Nếu như vậy thì các bạn mỗi lần các bạn làm á, các bạn chỉ cần cho khoảng tầm 1/4 quả táo là được. Cái này nó hơi nhiều rồi. Mình sẽ cho hỗn hợp này vô trong đây. Cho vào một ít nước. Và trộn đều lên thôi. Mình sẽ không cho bất kỳ một cái chất tạo ngọt nào vô trong đây cả. Tại vì đồ ăn của em bé mà. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn mà cảm thấy là muốn ăn ngọt thêm thì các bạn có thể cho thêm chà lạ. Đảo đều lên và mình cho vào đây thêm một ít bột quế. Các bạn biết không, táo mà đi kèm với bột quế là cực kỳ thơm. Rất là thơm và rất là ngon.
Đây, bây giờ mình đã có hỗn hợp này rồi, bây giờ mình bỏ lên trên chảo mình rán thôi nha các bạn nha. Mình sẽ phải cần dùng tới một cái chảo không dính. Mình mở ở mức lửa nhỏ thôi, khoảng mức 4 là được rồi. Vì mình không có sử dụng dầu nên là các bạn mở lửa nhỏ chừng nào càng tốt chừng đó. Tại vì nếu như mà mở lửa lớn á, là hai cái mặt bánh nó sẽ bị cháy, nhưng mà cái phần ở bên trong, cái phần ở giữa nó vẫn chưa có chín. Đây, bây giờ mình sẽ cho từng muỗng một để thành từng bánh một nha các bạn. Có một bí quyết khi mà làm pancake á, là trong cái quá trình mình trộn bột á, các bạn đừng có để cho cái hỗn hợp bột của mình nó quá khô và nó cũng đừng có quá ướt. Tại vì nếu như mà cái bột của mình nó khô quá thì cái bánh của mình nó sẽ không có được dẻo, không có được dai và mềm. Còn nếu như mà cái bột của mình nó quá lỏng á, thì nó sẽ bị nát cái bánh và rất là khó lật. Với cái pancake táo này thì cũng khá là đơn giản, bởi vì mình có cái phần táo để nó giúp định hình là cái form bánh của mình. Còn đối với những cái pancake mà các bạn sử dụng cái hỗn hợp mà các bạn xay ra, thì cái phần hỗn hợp của mình nó phải sệt một chút thì mình mới có thể rán được bằng cái chảo không dầu. Để cho bánh nó nhanh chín đều ở bên trong thì các bạn có thể dùng nắp để các bạn đậy lại. Mình không biết là các bạn là như thế nào, nhưng mà mình là mình rất là thích ăn pancake, bởi vì thứ nhất là vừa ngon nè, vừa nhiều dinh dưỡng nè, và vừa làm rất là nhanh nữa. Mình lật từ từ nhẹ nhẹ thôi nha các bạn. Các bạn thấy không, mình làm pancake chỉ cần chọn một cái chảo không dính tốt một chút xíu thôi là đã không có cần phải sử dụng dầu rồi. Tại vì cho thêm dầu là cho thêm nhiều calorie, mà thật sự ra dầu thì cũng không có tốt cho sức khỏe đâu. Ok, vậy là phần pancake của chúng ta đã xong rồi đây các bạn ơi. Và rất là thơm, thơm cái mùi quế lắm luôn á. Các bạn thấy không, làm rất là nhanh đúng không? Bây giờ mình sẽ cho lên đây thêm một ít trái cây nữa. Trái cây thì làm chọn xoài nè. Xoài này mẹ mình gửi ở dưới quê lên, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà ăn rất là ngon, organic luôn nha. Nuôi trồng hoàn toàn tự nhiên, không phun thuốc, không có bỏ phân bón hóa học gì hết. Có nhà ở dưới quê thiệt là thích lắm á các bạn. Bởi vậy nên là mơ ước của mình luôn luôn có một cái ngôi nhà với một khu vườn trồng rất là nhiều rau quả và trái cây. Đây, mình sẽ cho thêm trái cây lên trên đây. Pancake là một cái món ăn mà bé Đậu rất là thích, cho bao nhiêu ăn cũng hết hết trơn á, chưa bao giờ chê cái món này. Và chúng ta đã hoàn thành xong cái món pancake táo. Vì để cho bé Đậu ăn dặm nên là mình sẽ chỉ làm như vậy thôi, mình không cho thêm bất kỳ một cái topping nào hết. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn có thích đó, thì các bạn có thể tự cho thêm mật ong, maple syrup hoặc là peanut butter nếu như mà các bạn muốn. Vậy là xong rồi. Hy vọng là cái video này sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu như mà các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào á, thì hãy comment ở bên dưới và mình sẽ trả lời. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để mình có thêm động lực tạo thêm nhiều video như thế này nữa nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Thank you.